Thân mến chào quý vị các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay mời quý vị các bạn về chỗ xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, giao lưu với Danh các quý vị bạn, một số khoai khế gân. Giờ mình vô gặp Danh hai quý vị các bạn. Rồi chào Danh anh ơi. Dạ em chào anh Khánh ạ. Anh kính chào bà con cô bác và anh chị ạ. Hôm nay có về lưu khế gân xin được giao lưu cùng cô bác và anh chị ạ. Mới mở đầu clip xin mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1. Số điện thoại của Danh là số mấy anh cho? Dạ, số điện thoại của em là 0898031826 ạ. Rồi. Dạ em ở Tân Khánh, Tân Lược, Bình Tân, Vĩnh Long ạ. Có xài Zalo luôn hay cho Danh? Dạ. Đây là mã số 1 ạ. Rồi, vô mã số 1 đầu tiên. Dạ. Cái lát đế luôn điện mà coi. Ồ, xin Danh. Rồi, em xin đo thông số luôn ạ. Vần tại vị trí này là 31 ạ. Rồi 31. Dạ. Chiều vai của nó lên là 43 ạ. Dạ, vành đế nó là 30 ạ. Rồi. Mặt bầu ha, đường dạ. Đường chính mặt bầu. 30. Dạ. Dạ, mã số 1 là 900 ạ. Rồi, mã số 1, số 1. Dạ. Giao lưu dạ, với mỗi, 900. Dạ, mỗi cái cây là em xin tặng một nhánh linh sam siêu bông ạ. Rồi. Tới khi mà giao hàng là em xin cắt gọn lại cho nó gọn chứ để hồi cái bầu mới cắt thì nó sợ chết á. Linh sam siêu bông ha. Dạ dạ. Khuyến mãi thêm một cây linh sam siêu bông. Dạ. Dạ thì đó thôi ạ. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Khí gần luôn ạ. Đây nó có bị sâu được nha con. Xin mà không sao. Kế này cũng dễ lắm không sao ạ. Cái lỗ nhỏ lắm ha. Dạ. Cây em khỏe lắm, mình đang kéo ra non hết rồi nha bà con. Còn cứ xây nhẹ nhẹ đi Danh. Dạ. Rồi cho thông số đi Danh. Dạ, em xin cho thông số ạ. Dạ, tại vị trí này được 27 ạ. 27 có gửi thứ không? Xây em xây cái này qua. Xe mặt trong luôn đó. Rồi 27. Dạ, chiều cao được 50 ạ. 50. Đường kính bầu được 28 ạ. Rồi. Mỗi cây em đều tặng một nhánh linh sam siêu bông gì nghe chiếc ra rẻ hết trơn em đó. Rồi, nguyên lô dạ, là cây này mỗi một thôi là tặng một nhánh khuyến dạ. Mãi. Dạ. Linh sam siêu bông. Dạ, mã số 2 này có giá 900 ạ. Rồi, mã số 2 là 900.000 đồng. Dạ. Dạ xin đỡ thôi ạ. Rồi. Đây nhánh linh sam siêu bông cái gì vậy? Có hai luôn á. Nhỏ, cỡ lớn hơn chiếc đũa chút thôi. Rồi, tiếp theo là mã tiếp số 3. Là mã số 3 ạ. Cái lắc có duyên nha bà con. Lên bú luôn nè. Rồi, cho thông số đi Danh. Dạ. Dạ, tại vị trí em đo là 26 ạ. 26. Dạ. Rồi. Vì thông cảm à, Danh mới lên clip lần đầu. Hơi gung gung. 53. Rồi, 53. Đường kính bầu là 30 ạ. À. Mặt bầu 30. Dạ. Dạ mã số 3 em xin có giá là 900 ạ. À. Bao nhiêu Danh? Dạ, 900. 900.000 ha, mã số 3, 900.000 dạ, đồng. Thôi à. Tiếp theo là mã số 4. Dạ. Có một thành rớt luôn. Còn đang cây đang khỏe nha bà con cô bác. Dạ em xin đo thông số ạ. Và nên tay đo vị trí này là 31 ạ. Rồi 31 vành. Chiều cao được 55 ạ. Cao 55. Dạ đường kính bầu được 28 ạ. Dạ mã số 4 em xin cho giá là 700 ạ. Rồi mã số 4 là 700.000 đồng. Dạ, em xin đổ thôi. Tiếp theo là mã số 5. Tiếp theo là mã số 5 ạ.
Dạ em xin đo thông số ạ. Để hoành thân tại vị trí này được 27 ạ. Rồi hoành 27. Chiều cao được 62 ạ. Đường kính bầu được 29 ạ. Mặt bầu 29. Dạ. Cái này rất dài nha bạn. Dạ mã số 5 em xin báo giá là 700 ạ. Em bao ship toàn quốc ạ. Rồi 700 ngàn đồng mã số 5. Em xin đổi thôi ạ. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 ạ. Dạ cây đang lên mầm rồi. Đang nằm tược ha. Dạ. Để. Dạ xin đo thông số ạ. Tại vị trí này là 34 ạ. 34. Dạ. Tại vị trí đó ha. Dạ. Dạ chiều cao được 55 ạ. Cao 55. Dạ. Đường kính bầu được 32 ạ. Rồi, đường kính mặt bầu 32. Dạ. Dáng lắc rất đẹp luôn. Dạ mẫu số 6 em xin báo giá là 1 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc ạ. Mã số 6 1 triệu đồng. Dạ mẫu thôi em điều tặng một cái link xem siêu bông hết nghe. Nhắn vào xem siêu bông hết nha bà con. Rồi. Clip đầu tiên làm quen luôn. Dạ, khuyến mãi một cây link xem siêu bông. Dạ mã số 7 ạ. Cây dáng lục lực ạ. Đấy rất đều bà con. Cây giờ cây rất già. Có bệ ha. Bệ đế. Dạ, cây em đều kéo thẹo luôn, đang siêu mạnh nha bà con. Rồi cho thông số nhanh đây. Dạ. Dạ vị trí này em đo là được 35 ạ. Rồi 35. Dạ. Chiều cao được 43. Đường kính bầu là 39 ạ. Rồi mặt bầu 39. Dạ. Mã số, dạ, mã số 7, 7 nè có báo giá là 1.500.000 ạ. Rồi mã số 7 1.500.000 đồng. Dạ em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 8. Dạ mã số 8. Mã số 8 lên nu cục cục nha chú. Ở đây có hai chân. Nhìn thương được giống như con cóc ngậm tiền. Con dáng thú ha. Dạ. Rồi, cái này đó em xin đo thông số ạ. Tại cái eo. Dạ, tại vị trí này là 36 ạ. Rồi, eo là 36 ha. Dạ. Rồi, góc đi, góc đi. Dạ, có hết vị trí này là, góc này là 48 ạ. Rồi, 48, tại vị trí đó. Dạ, chiều cao được 60 ạ. Cao 60. Dạ. Đường kính bầu là 33 ạ. Đường kính mặt bầu 33. Dạ. Dạ mã số 8 em xin báo giá là 1.600.000 ạ. Rồi mã số 8 1.600.000 đồng. Dạ mỗi thôi em đều tặng một nhánh linh xem siêu bông nha. Dạ tiếp theo là mã số 9 ạ. Theo mã số 9. Cái cây này trên 10 năm tuổi đó nha bà con cô bác. Dạ cây lắm ha. Dạ. Dạ, xin đo thông số ạ. Dạ, hoạch ngay vị trí này là 32 ạ. 32, tại vị trí đó. Chiều cao được 73 ạ. Dạ, đường kính bầu là 29 ạ. Bầu 29. Dạ. Dạ, mã số 9 này em xin báo giá là 1.100.000 ạ. Rồi, mã số 9 1.100.000 đồng. Chương trình của Danh là miễn phí ship toàn quốc luôn. Mỗi phôi tặng một cây linh sam nhỏ. Rồi dạ. Tiếp theo là mã số 10. Dạ cây này giống như hình thú hay mà bạn. Có hai chân luôn.
Đẹp, xin đo thông số ạ. Dạ, hoành vị trí này là 23. Rồi, 23, dạ. Hoành. Dạ, em đo cái chiều vai của nó là được 45 ạ. À, chiều cao nó cũng 45 luôn ạ. Đường kính bầu được 30 ạ. Rồi, mặt bầu 30. Dạ. Dạ, cây số 10 em xin báo giá 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 200 ngàn đồng, mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Dạ, mã số 11. Trực lắc luôn. Dạ. Có thần rất lắc rồi mà. Dạ, chỗ này nó có hơi bị mục nha, mà không sao mà con thấy gần không sao. Đang kéo lại ha. Dạ, nó kéo gần kéo, dễ kéo lắm ạ. Dạ, xin đo hoành. Dạ, tại vị trí này là 27. Rồi, 27 hoành. Dạ, chiều cao được 60. Đường kính bầu được 29 ạ. Mặt bầu 29. Dạ. Dạ, mã số 11 em xin báo giá là 1 triệu 100 ngàn ạ. Rồi, mã 11, 1 triệu 100 ngàn đồng. Tiếp theo là mã số 12. Dạ, mã số 12 ạ. Cây lên gân bú rồi cục cục hết trơn em. Gân rút như lịch sĩ ha. Dạ. Cái này không có thẹo gì hết trơn nha bà con. Lại cái lõm của gân nó này. Dạ, em xin đo thông số. Dạ, tại vị trí này là 29 ạ. Rồi, 29 hoành. Dạ, chiều cao của nó là 66 ạ. 66 chiều cao. Dạ, đường kính bầu được 28 ạ. 28 đường kính mặt bầu. Dạ, mã số 12 này em xin báo giá 1 triệu 4 ạ. 1 triệu 400 ngàn đồng mã số 12. Dạ, chương trình của em được bao phí toàn vất ạ. Tiếp theo là mã số 13. Dạ, mã số 13. Dạ, cây lắc cây khéo rồi mà. Em đang sống khỏe ạ. Dạ, em xin đo thông số. Dạ, tại vị trí này là 29 ạ. Rồi, 29 của anh. Dạ, chiều cao nó 52 ạ. Cao 52. Dạ, đường kính bầu là 27 ạ. Kính mặt bầu 27. Mã số 13 này em xin báo giá là 800 ạ. Rồi, mã số 13 800 ngàn đồng. Dạ. Tiếp theo là mã số 14. Dạ, mã số 14 ạ. Thay cành bố mai dữ ha. Dạ. Cái này em để nhánh cho bà con cô bác anh chị về cắt gọn lại nha, cho em để cho mọi người thích sáng gì cắt nhánh đó. Dạ, có chỗ này nó hơi bị lúa nhưng mà không sao nha, không có một chi hết nữa. Nữa nó kéo là hết rồi. Dạ, cái này nữa là bên đây là tại trồng cặp mấy ao cho nên nó không có đất thôi, chứ để nó vẫn có nha. Tại em bó sơ dừa vô. Dạ, em xin đo thông số. Đây trong vị trí đo là 31 ạ. Rồi, 31 vạch. Dạ. Dạ, chiều cao được 67 ạ. Đây mình có 8 ngang 50 ạ. Rồi, 8 ngang 50. Đây đường kính bầu là 39 ạ. Đường kính mặt bầu 39. Dạ. Mã số 14 em xin báo giá là 1 triệu 3. 1 triệu 300 ngàn đồng mã số 14 ha. Dạ. Mã số 14. Mã số tiếp theo là mã số 15 ạ. Tiếp theo là mã 15. Dạ. Mũ đế có trải đều rất đẹp nha con. Nhà cây cũng đang lên mầm luôn nha. Rồi, để lên số dấu ạ. Dạ, hoành tại vị trí này nó được 28 ạ. 28 hoành. Dạ.
chiều cao của nó được 48 ạ. Và mặt đường kính bầu nó được 36 ạ. Bầu 36. Dạ, tổng hoành đế của nó được 90 ạ. Rồi, tổng đế 90. Dạ. Mã số 15 này em xin báo giá là 800 ạ. Em báo ship toàn quốc. 800 ngàn đồng mã số 15. Dạ. Tiếp theo là mã số 16. Và cái lùng lực ạ. Đâm chồi với kéo da rất là mạnh. Kéo da không bích. Tay cầm quá chừng ha. Dạ. Em xin đo thông số tại vị trí này. Học bệnh được 33. Rồi 33 tại vị trí đó. Dạ, 8 ngang được 40 ạ. Chiều cao được 50 ạ. Đường kính bầu là 40 ạ. Cái mặt bầu 40. À. Tổng hoành đế được 87 ạ. Dạ, mã số 16 nên xin báo giá là 1.3 triệu. Rồi, mã 16 1.300.000 đồng. Rồi, mã số 17 à. Tiếp theo mã số 17. Dạ, mã số 17. Người mẫu. Cây nhỏ nhỏ mà ủ đế dữ lắm. Cái này chỉ dán dân nhân được nè ha. Dạ. Ốm, cao. Mà xin đo thông số ạ. Dạ, vị trí này là 24 ạ. Rồi, 24. Tổng hoành đế là 77 ạ. 77 tổng đế. Dạ. Chiều cao được 47. Đường kính bầu được 36. Mặt bầu 36. Dạ. Mã số 17 em xin báo giá là 700 ạ. Rồi, 700 ngàn đồng, mã số 17. Tiếp theo là mã số 18. Dạ, mã số 18 nó có 2 cây nghe bà con cô bác. Rồi, vậy. Mã số 18 là 1 cặp. Dạ. Này em xin bán cặp nha. Rồi, mỗi cây có cây tử cứ luôn. Dạ. Dạ, em xin đo vị trí được cây từng cây ạ. Dạ, 24 ạ. Rồi, 24. Dạ, chiều cao được 32 ạ. Dạ, cây số 2. Số 2 được mà mình được 23 ạ. Dạ, chiều cao được 33 ạ. Dạ, mã số 18 em xin báo giá là 800 ạ. Rồi, em báo ship toàn mã số 18, 1 cặp 800 ngàn em. Dạ. Mã số 19 là 1 cặp nữa. Dạ. Thì lùng lực rất khéo mà con cô bác anh chị. Dạ, xin đại diện đo. Dạ, hoành thân chỗ này được 20 ạ. 20 hoành. Dạ, chiều cao được 28 ạ. Dạ, cái số 2. Ngay chân vị trí này là 28 ạ. Rồi, 28 luôn. Dạ. Chiều cao được 24 ạ. Dạ, mã số 18 này, 19 em xin báo giá là 800 ạ. Rồi, cặp 19, 800 ngàn đồng. Dạ. Tiếp theo là một cặp 20. Dạ, mã 20 cũng là mã cuối clip nha bà con, cô bác anh chị ạ. Vị này được 23. Rồi, 23 hoành. Chiều bay của nó ra được 48 ạ. Rồi, cái số 2. Rồi, 24 ạ. Rồi, 24. Chiều cao 80 ạ. Và mã số 20 cũng là mã cuối clip em xin báo giá là 800 ạ. Rồi, mã 20 là 800 ngàn đồng. Dạ. Một cặp 2 cây. Dạ. Rồi, là cuối clip của danh chào quý vị khán giả đi. Dạ, cuối clip kính chào
bà con cô bác anh chị, và chúc bà con cô bác anh chị làm ăn thật phát đạt, bây giờ sức khỏe anh xin chào ạ. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi đến cuối video. Vị bạn có nhu cầu đồng ý ngày nào liên hệ với danh hả quý vị bạn. Chào tạm biệt.